Một năm trước, ekip làm phim công đã có mặt tại Việt Nam để thực hiện các cảnh quay với bối cảnh tại Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình. Sau 12 tháng thực hiện, bộ phim sẽ được công chiếu trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam bắt đầu từ ngày 10 tháng 3 năm 2017. Với những cảnh quay tập trung tại các địa điểm được biết đến là những danh lam thắng cảnh lấy bối cảnh thập niên 1970, phim kể về câu chuyện của một nhóm người, nhiều thành phần khác nhau như các nhà khoa học, lính, nhà thám hiểm, nhiếp ảnh gia, v.v. thì hợp thành một cái đội để khám phá hòn đảo bí hiểm và huyền thoại tại Thái Bình Dương. Hòn đảo này được phát hiện bởi chương trình bản đồ của NASA và được đặt tên là đảo Đầu Lâu, và cũng là lãnh thổ của Công. Và không có lý do gì để chúng ta không đến thưởng thức bộ phim Công, và đặc biệt với những kỹ xảo rất là đã mắt, những màn đánh nhau giữa Công và những con quái vật. Chào bạn, bạn có xem phim gì xong vậy? Mình có xem phim không xong. Wow, bạn thấy phim như thế nào? Nói chung là không mong đợi của mình. Ủa, hồi xưa bạn xem phần 1 chưa? Phần xưa đó. Mình coi tới phần trước rồi thì phần này chưa xem rất nhiều. Thường á, mình nghe khán giả nói á, là xem phim chủ yếu là do cảnh của Việt Nam, mà nội dung thì không có hay, bạn thấy cảm nhận nó đúng không? Quá bự hả? Quá bự. Còn ví dụ như nói về diễn viên á, bạn thích anh diễn viên chính không? Một phần đi xem cũng là một vì anh đó đúng không? Và thật sự đây cũng là một bom tấn đúng không? Thì khán giả cũng đang rất là nao nức để xem bộ phim này. Thì bạn khuyên là khán giả nên xem bộ phim này hay không? Đó, mình chấm điểm thì 7 trên 10. Ồ. Giờ chúng ta nên đi xem bộ phim này ha. Rồi, cảm ơn bạn nhiều nha.